Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong tâm khó. Khi chúng ta cảm thấy mọi việc không thuận lợi, mệt mỏi vô cùng, thì chúng ta nên đưa tầm mắt nhìn vào nội tâm của bản thân. Hoàn cảnh bên ngoài như nhau, nhưng cảnh giới của mỗi người cao thấp khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau. Trước khổ nạn, có người cảm thấy bế tắc như trời sập, tuyệt vọng, sinh bệnh tật hoặc quyên sinh. Nhưng cùng hoàn cảnh ấy, người có cảnh giới tinh thần cao thì lại thấy khổ nạn đó là thách thức, là cơ hội để trưởng thành, nên bình thản đối diện nó, đi xuyên qua nó. Cảnh giới cao của một người không hẳn là vô dục, vô cầu, vô ái, vô ngã, mà là hai chữ bình thản. Tâm bình, thế giới bình. Giữ được tâm bình thản thì dẫu cuộc đời lắm bão tố phong ba, bạn vẫn sẽ vững vàng vượt qua. Người bình thản là vẫn yêu thương say đắm, nhưng nếu có mất mát trong lòng, vẫn có thể bình thản, xem như đó là định luật hợp tan của cuộc sống. Người bình thản là vẫn làm việc chăm chỉ, mưu cầu hạnh phúc, nhưng không vì tiền mà làm trái đạo đức, trái lương tâm. Người bình thản là ăn uống chỉ cần no bụng, không cầu kỳ, đòi hỏi, không ăn chay, không ăn mặn, có gì ăn đó, có ăn là được. Người bình thản khi gặp chuyện trái ý, không giận dữ, không tuyệt vọng, không nản chí. Họ chỉ thản nhiên xử lý hết khả năng, nếu không được thì buông, xem như đã hết duyên với việc cần làm. Người bình thản sống đơn giản, quần áo mọi thứ có gì mặc đó, hợp hoàn cảnh, lịch sự, không làm cho bản thân khó chịu, không ảnh hưởng đến người xung quanh là được. Người bình thản thấy việc tốt thì làm tất cả những việc trong tầm tay, không nhất thiết chạy theo từ thiện hay làm người tốt. Chỉ cần những việc rất nhỏ như bỏ rác đúng chỗ, lên tiếng khi thấy bất công, ngăn cản việc xấu. Và khi đã làm hết sức, không được cũng không cần quá cố gắng ép bản thân. Người bình thản là người như dòng nước chảy, mỗi ngày sóc sách chảy, cặp đá thì uyển chuyển mềm mại vòng qua. Hãy nhớ, đời người bình thản nhất chính là khi đạt được bốn cảnh giới này. Đau mà không than, kiên cường trong nội tâm. Con người sống suốt cuộc đời không thể tránh khỏi những vết thương. Đau càng nhiều lại càng trưởng thành. Nhưng không phải cứ đau là than thở. Không thể chỉ nghĩ tới cảm giác đau đớn mà quên đi cách bước về phía trước. Con người càng mạnh mẽ từ đau đớn chính là bài học cuộc sống dạy chúng ta. Không có nỗi đau nào là dễ dàng. Không có vết thương nào là dễ chấp nhận. Nhưng có dám đối mặt với tổn thương, với những nỗi buồn, thất vọng hay không lại là can đảm của bạn. Bạn có quyền kêu than về nỗi đau của mình, nhưng như thế không thể làm chúng ta bớt đau đi. Nỗi đau vẫn ở đó, chỉ có chúng ta phải tự chữa lành mình bằng những thành công kế tiếp. Đứng dậy, đối mặt và tiến về phía trước mới là cách giải quyết những cơn đau nhanh chóng nhất. Cười mà không nói, khoáng đạt, tự tại trong tâm hồn. Sẽ có lúc bạn phải đối mặt với những lời khó nghe của người khác, phải bất lực vì bị hiểu lầm. Và nếu bạn dốc sức thanh minh, nhiều lời giải thích chỉ càng làm cho họ khẳng định rằng họ đúng. Bạn không chứng minh được mình đúng, tâm can lại bị lay động. Cách tốt nhất để đối phó với thị phi chính là giữ một nụ cười nhẹ nhàng để mặc lời của người khác. Người có thể mỉm cười trước mọi tai họa thị phi là người có sức mạnh nội tâm. Một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi lại thắng hết lời thiên hạ, chẳng ai ngăn nổi. Người xưa thường nói, quân tử thì phong thái đường hoàng, còn tiểu nhân thì lo sợ. Một nụ cười thể hiện khí chất của mỗi người. Người càng trầm tĩnh thì nụ cười càng an nhiên, từ nội tâm vững vàng, từ sức mạnh của trí óc và lương tri. Sức mạnh từ nội tâm được hun đúc từ trí tuệ và trải nghiệm, từ đó mà tỏa sáng đến dung mạo, ngoại hình. Bởi thế, nếu có thể học cách mỉm cười trước điều bất bình, ung dung trước thị phi nháo nhào, con người ắt trở nên an nhiên, tự tại. Mê mà không mờ, trí tuệ làm người. Chỉ có sự mạnh mẽ mới giúp bạn không bị mê hoặc bởi chuyện ở thế gian này. Buồn đau là cảm xúc tự nhiên, nhưng dù có thế nào cũng hãy nhớ, chuyện ở đời đã được trời cao an bài. Đứng trước mất mát cũng đừng để lòng bị cuốn trôi. Cách cuộc đời này chuyển xoay có khi quá mạnh mẽ, khiến bạn khó chấp nhận
mà bị cuốn vào những cảm xúc không có lối thoát. Nhưng bạn buộc phải học được cách cân bằng. Sinh ly tử biệt, hỉ nộ ái ố ở đời là những thứ bên ngoài sinh mệnh của bạn. Hãy nhớ rằng tâm hồn của con người luôn có thể chữa lành mọi vết thương. Con người đứng trước cuộc đời thăng trầm mà không bị mê muội lung lay chính là đạt được cảnh giới cao khi làm người. Hoàng mà không loạn, tĩnh tại nhờ tu dưỡng. Vinh nhục ở đời khiến con người khó tránh khỏi thoảng thốt bàng hoàng. Nhưng tâm hoàng mà không loạn mới là nét đẹp riêng biệt. Đời người khó tránh oan khuất, nhưng chân lý sống chính là đứng trước sóng gió mà bình tâm, cập chuyện đại sự mà không hoảng loạn mới là tâm thế của người ung dung tự tại. Nếu có thể làm được thế thì dù gặp chuyện lớn thế nào thì vẫn bình tĩnh mà xử lý. Tâm càng vững thì hành động càng chắc chắn, chính xác. Quả thật, đời người bình thản nhất chính là nhân sinh chỉ gói gọn trong dòng chảy thời gian. Nước chảy qua đâu cũng trong vắt, luôn hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. Để có một ngày, trong hoàng hôn của đời người, lục mở ký ức xưa, tâm tưởng của bạn chẳng còn đớn đau, hiểu lầm, chỉ còn nụ cười, bình yên, nhẹ nhàng. Người tổn thương ta, ta vẫn mỉm cười, bởi ta không thích so đo cùng người. Người lừa gạt ta, khi ta biết rõ, nếu nhẹ nhàng thì hãy mỉm cười mà bỏ qua, nếu nặng thì ta tự giác rời xa. Người bán đứng ta, hãy bảo trì quy tắc, một lần bất trung, trăm lần bất dụng. Người yêu thích ta, trong lòng ta luôn ghi nhớ và biết ơn người đã cho ta động lực. Người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại, nếu không đúng, ta cũng đừng vì thế mà phá bỏ hình tượng của mình. Người quan tâm ta, ta ghi nhớ hết thảy sự quan tâm này vào tận đáy lòng. Có thể cái gì ta cũng không có, nhưng tuyệt đối phải có lương tâm. Người từng yêu ta, có đôi khi yêu lại là một loại tổn thương. Nhớ kỹ, tổn thương không phải là một phương thuốc hay. Người bỏ rơi ta, ta sẽ không vì vậy mà hận họ. Bởi vì sẽ có ngày họ phát hiện ra người mà họ bỏ rơi là người mà yêu quý họ nhất. Những người coi thường ta, ta không cần lưu tâm, cũng không cần giữ lại trong lòng. Đôi khi giả vờ ngốc một chút cũng tốt, tự mình hiểu là được rồi. Dùng tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy con người và mọi vật đều bình thản. Người đối với ta luôn tỉnh táo, khôn ngoan xảo trá, không có lương tâm, ta chỉ cần tránh xa là được. Ta có thể bao dung hết thảy sai lầm của bạn bè. Đừng nghĩ rằng tội lỗi kia là ta không thể chấp nhận được. Hãy mở lòng ra. Kỳ thực, lòng bao dung là rất rộng lớn. Bất luận là lời thành tâm nào, ta cũng đều sẵn lòng nghe. Vậy ta cũng sẽ nói lời thành tâm với người, để người sẵn lòng nghe ta. Lúc ta buồn, bạn đến bên ta. Lúc ta vui, ta muốn chia sẻ cùng bạn. Cho nên khi bạn buồn, ta hãy đến bên bạn. Khi bạn vui, ta chia sẻ cùng bạn. Phụ nữ đừng ỷ lại vào sắc đẹp. Phụ nữ có tâm đẹp mới là đẹp nhất. Đừng là một người tùy tiện, bởi vì tùy tiện là điều kiện tiên quyết để trở thành thấp hèn. Đừng thành lập hạnh phúc của mình trên nỗi thống khổ của người khác, bởi vì hạnh phúc đó suy cho cùng cũng là một loại thống khổ mà bạn chưa nhận ra mà thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhập mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.